Hành trình của một ngôi sao giới thiệu về sông Hiekyo. Sông Hiekyo, chỉ cần nghe tên thôi là đã có thể hình dung ra biết bao điều. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói, một vẻ đẹp không thể nhầm lẫn. Thần thái thu hút mọi ánh nhìn, cô ấy không chỉ là một ngôi sao mà còn là một biểu tượng của sự quyến rũ và phong cách. Cô ấy là một ngôi sao, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một người phụ nữ đã chinh phục cả thế giới bằng tài năng và sự duyên dáng của mình. Hành trình của cô ấy bắt đầu từ một nơi rất xa ánh đèn sân khấu. Một hành trình đầy gian nan và thử thách, một cô gái trẻ với những ước mơ lớn hơn cả thị trấn nhỏ bé của mình. Cô ấy đã không ngừng nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. Cô ấy đã từng bước một leo lên nấc thang thành công, từ những vai diễn nhỏ đến những vai chính đầy ấn tượng. Tài năng, quyết tâm, sự kiên trì, đó là vũ khí của cô ấy. Đó là vũ khí của cô ấy. Và với những vũ khí đó, cô ấy đã chinh phục được cả thế giới. Và cả thế giới đã phải lòng cô. Từ những người hâm mộ đến những nhà phê bình khó tính nhất, cô ấy tô điểm cho màn ảnh của chúng ta. Mọi vai diễn của cô ấy đều để lại dấu ấn sâu đậm, đánh cắp trái tim của chúng ta. Từ những cảnh tình cảm đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc, trở thành một cái tên quen thuộc. Một biểu tượng không thể thay thế trong làng giải trí. Những nhân vật của cô khắc sâu trong tâm trí chúng ta. Từ những vai diễn ngây thơ đến những vai diễn mạnh mẽ. Từ sự ngây thơ trong sáng đến sức mạnh thầm lặng, cô ấy đều hóa thân một cách xuất sắc. Mỗi vai diễn đều là một thử thách mới mà cô ấy đã vượt qua. Song Hiekyo không chỉ là một nữ diễn viên. Cô ấy còn là một người phụ nữ với trái tim nhân ái. Cô ấy là một biểu tượng. Một biểu tượng của sự duyên dáng, tài năng và lòng nhân ái. Biểu tượng của sự duyên dáng, của tài năng, của sự thành công và của lòng nhân ái. Và ngôi sao của cô ấy tiếp tục tỏa sáng, một ngôi sao không bao giờ tắt. Tình yêu và mất mát, kết thúc của chuyện cổ tích. Tình yêu nảy nở trên phim trường, nơi những cảm xúc chân thật được thể hiện qua từng cảnh quay, một chuyện tình lãng mạn đầy bất ngờ. Song Joong-ki, người đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả. Bạn diện của cô ấy, người đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Người bạn của cô ấy, người đã chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Người bạn tâm giao của cô ấy, người đã hiểu cô ấy hơn ai hết. Cả thế giới đã theo dõi, say mê, khi phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ bùng cháy thành một thứ gì đó rất thật, rất sống động. Đám cưới là một câu chuyện cổ tích, một giấc mơ trở thành hiện thực. Sự kết hợp của hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ hơn khi ở bên nhau, như một cặp đôi hoàn hảo. Niềm hy vọng tràn ngập không khí, mọi người đều mong chờ một cái kết hạnh phúc. Liệu đây có phải là cái kết hạnh phúc mà mọi người đều mong muốn? Một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu. Nhưng truyền cổ tích, như chúng ta thường quên, chỉ là những câu chuyện, không phải lúc nào cũng phản ánh thực tế. Những lời thì thầm bắt đầu một cách tinh tế, những dấu hiệu nhỏ của sự rạn nứt, sự thay đổi trong cách cư xử của họ, những khoảng cách ngày càng lớn, sự vắng mặt của sự ấm áp, những cái nhìn xa xăm, những tin đồn xoáy, ngày càng lan rộng, không thể kiểm soát. Lời phủ nhận nghe thật trống rỗng, không thể che giấu sự thật. Sự thật, khi được phơi bày, thật đau lòng, không ai có thể ngờ tới. Sự chia ly, cuộc ly hôn, một kết thúc không ai mong đợi. Một câu chuyện tình yêu rạng rỡ, để lại nhiều tiếc nuối và đau thương. Khởi đầu mỗi cuộc sống sau ly hôn. Ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng. Đối với một người của công chúng, đó là một thử thách cam go. Mỗi nhất cứ nhất động đều bị soi mói. Từng giọt nước mắt đều bị phân tích, cả thế giới theo dõi, chờ đợi cô ấy gục ngã. Nhưng Song Hiekyo không phải là người dễ dàng gục ngã trước áp lực. Cô ấy rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, tìm kiếm sự khuây khoa trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Thời gian, liệu thuốc chữa lành mọi vết thương, bắt đầu hàn gắn những vết thương lòng. Cô ấy xuất hiện trở lại, không phải tan vỡ, mà mạnh mẽ hơn. Nỗi đau là điều hiển nhiên, một bóng đen trong đôi mắt cô. Nhưng cũng có một sự kiên cường mới được tìm thấy. Một quyết tâm mãnh liệt để giành lại quyền tự sự của mình. Cô ấy sẽ không bị định nghĩa bởi quá khứ của mình. Cô ấy sẽ tự viết nên tương lai của chính mình. Cô ấy. Lời đồn đại vệ mỗi tình, lãng mạn, Jang Ki-yong và ngôn ngữ của phản ứng hóa học. Thế giới giải trí luôn phát triển dựa trên những suy đoán. Mọi ánh nhìn, mỗi lần tương tác đều bị mổ xẻ để tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu. Vì vậy, khi Song Hye-kyo trở lại màn ảnh, coi sẩy gió tin đồn lại hoạt động hết công suất. Jang Ki-yong, bạn diện của cô ấy trong bây giờ, chúng ta đang chia tay. Phản ứng hóa học là điều không thể phủ nhận.
sự kết nối trên màn ảnh của họ thật sự bùng nổ. Ngoài đời, những lời đồn đại càng ngày càng lớn. Một sự tương tác vui tươi ở đây, một lời bình luận ủng hộ ở kia. Liệu họ có đang tiếp thêm lửa cho những tin đồn, hay đơn giản chỉ là những người chuyên nghiệp, thoải mái với chính mình? Bằng chứng, dù chỉ là gián tiếp. Tuy nhiên, cả thế giới đều nín thở chờ đợi. Liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó mới? Bóng đen của Nghi Ngô, mối quan hệ mập mờ với Jung Woo Sung. Cô xảy gió tin đồn, một khi đã quay, rất khó dừng lại. Những lời đồn đại mới xuất hiện, liên kết Song Hye Kyo với một nam diễn viên chính khác. Jung Woo Sung, một diễn viên được kính trọng, một người bạn lâu năm, bằng chứng rất ít ỏi, một tình yêu chung dành cho nghệ thuật, một vài lần xuất hiện trước công chúng cùng nhau. Liệu đây có phải là một trường hợp nhầm lẫn danh tính? Hay còn điều gì đó ẩn giấu trong câu chuyện này? Một số người chỉ ra phản ứng hóa học không thể phủ nhận của họ trong các dự án trước đây. Những người khác cho rằng đó chỉ là suy đoán. Sự thật, bị che giấu trong sự mơ hồ, vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, những lời đồn đại vẫn tiếp tục. Thêm một lớp nữa cho câu chuyện luôn thay đổi về cuộc đời của Song Hye Kyo. Suy đoán bùng nổ Lee Min Ho và sức hút của sự trùng hợp. Thế giới thời trang và giải trí thường xuyên va chạm. Những sự kiện này không chỉ là nơi để giới thiệu những bộ trang phục mới nhất, mà còn là nơi các ngôi sao gặp gỡ và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Thẩm Độ trở thành sàn diện, nơi mà mỗi bước đi, mỗi nụ cười đều được ghi lại và phân tích. Và những cuộc gặp gỡ tình cờ lại khơi mào cho một cơn cuồng phong, tạo nên những câu chuyện mà công chúng không thể ngừng bàn tán. Đó là trường hợp khi Song Hye Kyo và Lee Min Ho được phát hiện tại cùng một buổi trình diễn thời trang. Sự xuất hiện của họ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Cả hai đều là biểu tượng thời trang, không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, với hàng loạt giải thưởng và dự án thành công. Con đường của họ đã giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Internet bùng nổ với những suy đoán và phân tích. Các bài đăng trên mạng xã hội phân tích từng cái liếc mắt, từng nụ cười, sự trùng hợp, hay là một dấu hiệu của điều gì đó lớn hơn, hay là một cuộc gặp gỡ được sắp đặt kỹ lưỡng. Những câu hỏi này không ngừng được đặt ra, những tin đồn càng được củng cố khi cả hai ngôi sao đều chia sẻ anh từ những địa điểm tương tự, thời gian khác nhau, bối cảnh khác nhau. Nhưng sự trùng hợp này không thể không khiến người ta suy nghĩ. Tuy nhiên, những suy đoán vẫn tiếp tục. Công chúng không thể ngừng tò mò và bàn tán. Một minh chứng cho thấy công chúng luôn khao khát sự lãng mạn, đặc biệt là khi nó liên quan đến hai cái tên lớn nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Sự kết hợp của họ, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, đã tạo nên một cơn sốt không thể phủ nhận. Duyên dáng dưới lửa, vững vàng dưới làn đan của dư luận. Danh tiếng là con dao hai lưỡi, một mặt là sự ngưỡng mộ, mặt khác là sự soi mói gầy gặt. Song Hye Kyo đã trải qua cả hai thái cực. Cuộc sống cá nhân của cô phơi bày cho cả thế giới mổ xe, cuộc ly hôn, những tin đồn, những lối suy đoán không ngừng. Điều đó đủ để khiến ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng phải gục ngã. Nhưng cô ấy vượt qua cơn bão bằng sự duyên dáng. Sự im lặng của cô nói lên nhiều điều. Cô ấy lựa chọn từ ngữ cẩn thận, tập trung vào công việc, đam mê và cuộc sống của mình bên ngoài những tít báo. Cô ấy từ chối bị định nghĩa bởi những tin đồn. Sức mạnh của cô ấy nằm ở sự kiên cường. Trong việc cô ấy từ chối để tiếng ồn át đi tiếng nói của chính mình. Phượng Hoàng hồi sinh, sự nghiệp không hề nao núng. Trong khi cả thế giới buôn chuyện, Song Hye Kyo vẫn miệt mài làm việc. Cô ấy dồn hết tâm huyết cho nghe của mình, tài năng của cô không thể phủ nhận. Sự cống hiến của cô không ngừng nghỉ. Cô ấy đảm nhận những vai diễn đầy thử thách, hóa thân vào những nhân vật phức tạp, thể hiện chiều sâu và phạm vi diễn xuất khiến ngay cả những nhà phê bình khó nhất cũng phải im lặng. Giải thưởng và danh hiệu nối tiếp nhau. Sự công nhận cho tài năng của cô, chứ không phải cuộc sống cá nhân của cô. Cô ấy đã chứng minh rằng mình không chỉ là một gương mặt xinh đẹp. Cô ấy là một thế lực đáng gờm, một nghệ sĩ thực thụ. Sự nghiệp của cô, một minh chứng cho tài năng và sự kiên cường của cô. Cô ấy đã vươn lên tự động trở tàn của quá khứ, mạnh mẽ và quyết tâm.